Vâng, thưa bạn à, trên các dòng xe Honda bây giờ thì được trang bị khá nhiều cái hệ thống hỗ trợ người lái, ví dụ như cái hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc này, brake hold này. Thì hỗ trợ khởi hành ngang dốc thì nó chỉ giúp xe mình giữ xe trên dốc khoảng 3 4 giây gì đấy thì nó sẽ tụt. Nhưng brake hold thì mình nghe nói về mặt lý thuyết thì nó có thể dừng đấy cả ngày cả đêm. Khi nào hết xăng thì thôi. Thế thì bây giờ mình sẽ thử luôn, nhân tiện đây có con dốc mình sẽ thử. Đó, phanh tay điện tử kết hợp brake hold thì ra nhiều cái hay lắm. Thế thì mình sẽ lên một con dốc và mình nhấn vào brake hold. Rồi, sau đấy là brake hold, mình thả giữ rồi và đi ra đi uống cà phê. Thưa các bạn, không cần quan tâm đến xe. Ôi. Ôi 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 trời ơi. Xin lỗi các bạn. Xin lỗi HRV. Lúc nãy mình bấm trượt. Chưa dứt khoát cho nên brake hold chưa hoạt động. Bây giờ mình sẽ thử lại. Đây. Bấm xong này. Rồi. Vâng. Rất an toàn nhá. Lại còn phải bắt dây thắt dây an toàn này. Rồi mới cho bấm brake hold. Đấy. Dây an toàn các bạn. Rồi, brake hold hiển thị lên màn hình. Bây giờ mình sẽ mới đi lên. Ôi giời. Hồi hộp quá. Rồi, brake hold. Rồi, brake hold hoạt động sau khi phanh tay điện tử đấy, chữ P này. Đèn báo sáng thì bây giờ mình ra mình tin chắc là lần này sẽ không, nhưng mà phải cẩn thận. Trôi không? 3 5 7 10. Ok. Lần này cẩn thận hơn. Bây giờ thì mình sẽ đi ra mua cà phê và đứng chém gió đó, tí 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 tí, thoải mái đi, thoải mái đi, anh chơi đi, xem là nó có trôi không? Chơi chơi đi, dưới bánh xe nhá, không có chèn, mình không chèn bất cứ một cái gì nhá, chơi đi ra nào. Đó, brake hold nó phải như thế này chứ chưa đủ, bây giờ mình sẽ thử đẩy xuống xem như thế nào. Rồi, phía sau trống trải, an toàn nhá, yên tâm. Chỗ này khu vực thử nghiệm thì vô tư. Nhẹ cái, cẩn thận. Lần này cẩn thận. À, có vẻ ổn đấy. Ê, ê, à, à. Toát hết mồ hôi. Thưa các bạn, hóa ra là lúc đầu do sai sót từ mình, do con người. Chứ còn xe thiết kế brake hold này phải nói là tuyệt vời đấy. Xin phép thở một chút. Vâng, thưa các bạn, chức năng brake hold trên Honda HR-V thì vừa rồi là một cái tình huống thử nghiệm trong một cái khu vực an toàn nhé. Trên HR-V này cũng có rất nhiều cái tính năng an toàn mà thực sự là mình thấy luôn đề cao trên những cái dòng xe của Honda. Ví dụ như là nếu như bạn bị trôi thì lập tức máy trôi xuống á, máy sẽ ngắt, mặc dù cần số ở chế độ D. Khi mà chế độ D không thắng được cái lực cản dốc, trôi xuống và máy ngắt. Đó, an toàn tránh hỏng hộp số. Và thưa bạn, với chức năng brake hold này, nếu như bạn là người sử dụng khi đi trong đô thị chẳng hạn, khi leo từ hầm chung cư chẳng hạn, khi qua những con dốc chẳng hạn, thì phải nói là rất an toàn cho các bạn. Tôi đã thử rồi, nhưng đây là tình huống mà muốn kiểm nghiệm thêm một lần nữa. Bây giờ thì thôi, xin chào các bạn, để xe đây, đi về mai lên nhận. Khi nào hết xăng rồi, hết xăng à, mà hay nhá, chưa hiểu hết xăng như nào, hẹn các bạn trong một cái chương trình thử xem hết xăng nó có giữ nguyên như thế này không. Nằm đây đêm nay là nằm đây nhá.